phải Lê Minh đó đó. Không phải Lê Minh đó hả? Không phải Lê Minh đâu. Vậy Lê Minh, Minh diễn viên bên Hồng Kông. Đúng rồi, chắc là hiện Lê Minh bên Hồng Kông. Dạ các bạn nha. Không chờ lớn anh ơi. Cô chú khán giả đang đang sốt ruột chờ anh Lê Minh ở trong kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.